Hai ngày trước khi trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu Doha Cup khởi tranh, huấn luyện viên Chu Xie công bố danh sách 5 cầu thủ thuộc tổ đội trưởng của U23 Việt Nam. Có 4 cầu thủ hàng phòng ngự trong danh sách này gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương và Vũ Tiến Long. Cái tên còn lại trong danh sách 5 người là tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa. Các đội trưởng sẽ được luân phiên lựa chọn theo từng trận. Cách làm này của huấn luyện viên Chu Xie khá giống với huấn luyện viên Kea Tisak tại Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm ngoái. Trong danh sách này, Lương Duy Cương, trung vệ đang chơi bóng cho SHB Đà Nẵng, từng được huấn luyện viên Philippe Chu Xie giao nhiệm vụ thủ lĩnh của U23 Việt Nam tại đội hình xuất phát khi thi đấu với Phú Thọ. Anh có điểm mạnh về không chiến với chiều cao 1m80 cùng khả năng truyền dài vượt tuyến, có độ chính xác cao. Cầu thủ này đã thi đấu 29 trận kể từ năm 2022 cho đến nay, bao gồm giải chuyên nghiệp và giải trẻ cùng SHB Đà Nẵng. Con số này chỉ thua đúng một trận so với hai đồng đội ở U23 Việt Nam là Lê Quốc Nhật Nam của Huế và Hoàng Vĩnh Nguyệt của Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Tuấn Tài bắt đầu gây chú ý từ giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 ở Campuchia. Được gọi bổ sung do quá nhiều cầu thủ U23 Việt Nam bị nhiễm Covid-19, hậu vệ trái sinh năm 2001 thi đấu không biết mệt mỏi. Ở trận chung kết với Thái Lan, anh là người tung đường chuyền quyết định để bảo toàn đánh đầu vào lưới đối phương, qua đó giúp cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đăng quang. 3 tháng sau, Tuấn Tài một lần nữa tỏa sáng ở một cuộc đối đầu với người Thái khi có pha tạt bóng rất dẻo tạo điều kiện để Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn thắng quyết định ở trận chung kết của SEA Games 31. Cái tên thứ 3, Vũ Tiến Long, từng là trụ cột cho đội hình U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Chu Xie trước đây. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam với sự góp công của Tiến Long đã lập kỷ lục khi giành huy chương vàng SEA Games 31 mà không để thủng lưới bàn nào. Tại giải U23 châu Á 2023 ở Uzbekistan, cầu thủ này là người nã Đại Bác vào lưới của U23 Hàn Quốc, giúp thầy trò huấn luyện viên Gong Okyun đoạt tấm vé vào vòng knockout. Thủ môn Quan Văn Chuẩn thì được xem là người gác nền số 1 của U23 Việt Nam hiện tại. Từng vào thay Văn Toản bị chấn thương ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, thủ môn thuộc biên chế của Hà Nội FC thi đấu ổn định, chắc chắn. Theo đánh giá của cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Dương Hồng Sơn, Quan Văn Chuẩn có tầm vóc cao lớn, tư duy thông minh, nhanh nhạy trong việc thực hiện giáo án và các chiến thuật khác nhau. Đặc biệt, anh là thủ môn hiếm hoi có khả năng chơi chân tốt khi còn trẻ. Đây chính là điều mà huấn luyện viên Philippe Chu Xie đang tìm kiếm cho vị trí của một thủ môn. Cái tên cuối cùng trong danh sách đội trưởng của U23 Việt Nam không đến từ hàng phòng ngự, đó là Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ này được xem là phát hiện thú vị của câu lạc bộ BKMX Bình Dương khi thường xuyên được ra sân tại V-League. Trong bối cảnh hàng tiền vệ của U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, Võ Hoàng Minh Khoa với kinh nghiệm thi đấu của mình sẽ là cánh chim đầu đàn quan xuyên tuyến giữa của U23 Việt Nam. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.